khi thay đổi nhận diện logo mới cho dòng xe Carnival tại Việt Nam, khi giới thiệu mẫu SUV đô thị Carnival vào đầu tháng 10 vừa qua và mẫu xe này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dùng trên khắp cả nước. Với trang bị ngập tràn, ngoại hình, nội thất được thiết kế hiện đại, bắt mắt, Kia Carnival dễ dàng tiếp nối đàn anh Sedona thống trị phân khúc MPV tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi ra mắt, xe lại có một điểm trừ đáng thất vọng đến từ logo, mặc dù ra mắt vào tháng 10 năm 2022 nhưng kia vẫn sử dụng loại logo thương hiệu và logo tên xe cũ trên Carnival mới. Trong khi đó, những mẫu xe khác như kia Sonet, kia K3, K5 hay thậm chí là xe tô ra mắt từ năm ngoái cũng đều có được logo mới hoặc nâng cấp lên logo mới. Đến nay, khách hàng mới thực sự yên tâm khi kể từ tháng giữa tháng 1 năm 2022. Kia Carnival sẽ bắt đầu được trang bị logo mới, những hình ảnh đầu tiên của Kia Carnival được trang bị logo mới đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội, tuy nhiên, xe vẫn còn nằm tại nhà máy và chưa được bàn giao về các đại lý. Toàn bộ logo trước, sau cũng như logo trên vô lăng và bánh xe đều đã được thay mới. Logo tên mẫu xe Carnival cũng được thay mới. Cứng cáp hơn thay vì kiểu mềm mại như hiện nay. Mặc dù được bán ra với 7 phiên bản nhưng Kia Carnival sẽ chỉ có hai tùy chọn động cơ là động cơ dầu Smartten dung tích 2.2L tăng áp cho ra công suất 199 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 10.7 giây. Các phiên bản máy xăng dùng động cơ Smartten V6 dung tích 3.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 268 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 331 nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km, 1 giờ, trong 8,5 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 9,5 lít, 100 km. Tất cả các phiên bản đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước. Kia Carnival có 4 chế độ lái Norman, Eco, Sport, Smart xe được trang bị hành loạt các tính năng cao cấp như ghế có chức năng chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát tương tự như ghế đầu. Về an toàn, ngoài các tính năng tiêu chuẩn thì Kia Carnival bản Signature có gói hỗ trợ lái với các gồm kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động hạn chế va chạm phía trước, bảy túi khí, hệ thống camera quan sát 360 độ, cảm biến áp suất lốp, phanh tay điện tử. Đây cũng sẽ là thay đổi duy nhất mà Thaco mang đến cho Kia Carnival 2022 tại Việt Nam. Các trang bị khác cũng như giá bán của xe không có gì thay đổi. Kia Carnival tại Việt Nam được bán ra với 7 phiên bản, rẻ nhất là bản Luxury 7 chỗ có giá là 1,199 tỷ đồng. Cao hơn, bản Premium có giá bán là 1,319 tỷ đồng cho bản 7 chỗ và 1,389 tỷ đồng cho bản 8 chỗ và Signature 7 chỗ. Giá là 1,439 tỷ đồng, xe cũng có 3 bản dùng máy xăng. Thấp nhất là bản xăng Signature 7 chỗ, giá ở mức 1,839 tỷ đồng. Hai bản cao cấp nhất là Royal 4 chỗ và Royal 7 chỗ, có giá lần lượt là 2,379 tỷ đồng và 2,399 tỷ đồng, khách hàng muốn mua hai bản này phải đặt hàng trước. Kia thay đổi nhận diện logo mới cho dòng xe Carnival tại Việt Nam khi giới thiệu mẫu SUV đô thị Carnival vào đầu tháng 10 vừa qua và mẫu xe này nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của người dùng trên khắp cả nước. Với trang bị ngập tràn, ngoại hình, nội thất được thiết kế hiện đại, bắt mắt Kia Carnival dễ dàng tiếp nối đàn anh Sedona thống trị phân khúc MPV tại Việt Nam. Tuy nhiên, từ khi ra mắt, Xe lại có một điểm trừ đáng thất vọng đến từ logo, mặc dù ra mắt vào tháng 10 năm 2022 nhưng Kia vẫn sử dụng loại logo thương hiệu và logo tên xe cũ trên Carnival mới. Trong khi đó, những mẫu xe khác như Kia Sonet, Kia K3, K5 hay thậm chí là tô ra mắt từ năm ngoái cũng đều có được logo mới hoặc nâng cấp lên logo mới. Đến nay, khách hàng mới thực sự yên tâm khi kể từ tháng giữa tháng 1 năm 2022 kia carnival sẽ bắt đầu được trang bị logo mới những hình ảnh đầu tiên của kia carnival được trang bị logo mới đã xuất hiện trên các trang mạng xã hội tuy nhiên xe vẫn còn nằm tại nhà máy và chưa được bàn giao về các đại lý toàn bộ logo trước sau cũng như logo trên vô lăng và bánh xe đều đã được thay mới logo tên mẫu xe carnival cũng được thay mới cứng cấp hơn thay vì kiểu mềm mại như hiện nay Mặc dù được bán ra với 7 phiên bản nhưng Kia Carnival sẽ chỉ có hai tùy chọn động cơ là động cơ dầu Smartstream dung tích 2.2L tăng áp, cho ra công suất 199 mã lực và mô men xoắn cực đại 441 Nm, tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 10,7 giây. Các phiên bản máy xăng dùng động cơ Smartstream V6, dung tích 3.5L hút khí tự nhiên cho công suất tối đa 268 mã lực và mô men xoắn cực đại đạt 331 nm, xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km, 1 giờ trong 8,5 giây. Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình 9,5 lít, 100 km. Tất cả các phiên bản đi kèm hộp số tự động 8 cấp và dẫn động cầu trước. Kia Carnival có 4 chế độ lái normal, Eco, Sport, Smart, xe được trang bị hành loạt các tính năng cao cấp như ghế có chức năng chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi, làm mát tương tự như ghế đầu. Về an toàn, ngoài các tính năng tiêu chuẩn thì Kia Carnival bản Sydney Nature có gói hỗ trợ lái với các gồm kiểm soát hành trình thích ứng. Hỗ trợ giữ làn đường, phanh tự động hạn chế va chạm phía trước, bảy túi khí, hệ thống camera quan sát 360 độ, cảm biến áp suất lốp. Phanh tay điện tử, đây cũng sẽ là thay đổi duy nhất mà Thaco mang đến cho Kia Carnival 2022 tại Việt Nam. Các trang bị khác cũng như giá bán của xe không có gì thay đổi. Kia Carnival tại Việt Nam được bán ra với 7 phiên bản, rẻ nhất là bản Luxury 7 chỗ có giá là 1,199 tỷ đồng. Cao hơn, bản Premium có giá bán là 1,319 tỷ đồng cho bản 7 chỗ và 1,389 tỷ đồng cho bản 8 chỗ và Signature 7 chỗ, giá là 1,439 tỷ đồng, xe cũng có 3 bản dùng máy xăng. Thấp nhất là bản xăng Signature 7 chỗ giá ở mức 1,839 tỷ đồng. Hai bản cao cấp nhất là Royal 4 chỗ và Royal 7 chỗ, có giá lần lượt là 2,379 tỷ đồng và 2,399 tỷ đồng, khách hàng muốn mua hai bản này phải đặt hàng trước.